Messi nhận lương bao nhiêu ở Inter Miami? Lionel Messi đã từ chối lời đề nghị khủng từ Saudi Arabia để gia nhập Inter Miami, đội bóng đang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ, MLS. Vậy ở xứ sở cờ hoa, nhà đương kim vô địch World Cup sẽ bỏ túi bao nhiêu tiền lương? Một số chi tiết đã được tiết lộ về mức lương của Messi. Song con số cụ thể có thể giảm so với bản hợp đồng trị giá 64 triệu đô la Mỹ một mùa mà anh từng nhận ở PSG, và tất nhiên thua xa những gì phía Saudi Arabia đề nghị. Theo tiết lộ của The Athletic, mỗi câu lạc bộ tại MLS được cấp ngân sách tiền lương 5,2 triệu đô la Mỹ ở mùa 2023. Tuy nhiên, các quy tắc của MLS cũng cho phép các đội bóng có 3 vị trí cầu thủ được tùy biến mức lương. Song giới hạn ở con số tối đa là 612.500 đô la Mỹ. 3 vị trí cầu thủ được chỉ định nêu trên sẽ cho phép các đội MLS cạnh tranh để sở hữu chữ ký của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Trong khi giới hạn mức lương chung được đưa ra nhằm duy trì sự cân bằng tài chính giữa các câu lạc bộ, các điều khoản cụ thể về mức lương mới của Messi cũng như thời hạn hợp đồng của tiền đạo 35 tuổi tại Inter Miami vẫn chưa được xác nhận. Thậm chí, còn nhiễu loạn thông tin về mức lương Messi kiếm được khi chơi bóng ở Mỹ. Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Messi sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với Inter Miami. Trong khi đó, AS, một tờ báo nổi tiếng khác của xứ sở bò tót, lại tuyên bố mức lương của nhà đương kim vô địch World Cup có thể đạt 54 triệu đô la Mỹ mỗi mùa. Còn tờ Goal đưa ra nhận định, Messi có thể được trả từ 125 đến 150 triệu đô la Mỹ mỗi mùa ở Mỹ. Nhưng bất kể con số chính xác là bao nhiêu, Messi chắc chắn sẽ trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất MLS. Hiện tại, Zedan Shaqiri của Chicago Fire đang là người có thù lao cao nhất MLS với hơn 8,1 triệu đô la Mỹ mỗi mùa, theo thông tin từ Sportradar.